Rồi rồi rồi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như là cái video chứng khoán hôm nay ngày 19 tháng 7 của em Tùng nha. Ok, chúng ta sẽ tổng hợp qua thị trường một chút trong phiên giao dịch ngày hôm nay nha anh chị. Thì anh chị thấy được rằng là chỉ số VN-Index chúng ta đóng cửa mức là 1.172,98 điểm, giảm có 1,11 điểm thôi, tương ứng với mức là 0,09%. Nhưng mà anh chị nhìn sâu vào thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị thấy được rằng là cái mức độ giảm điểm của thị trường á, nó thậm chí nó còn nhiều hơn nếu mà ngày hôm nay không phải là những cái phiên gần đáo hạn phái sinh. Thanh khoản ngày hôm nay của chúng ta là ở mức 20.130 tỷ. Đó, thanh khoản ngày hôm nay có sự tăng so với ngày hôm qua nhưng mà không phải là một cái mức thanh khoản quá đột biến hay là một cái phiên bán quá mạnh nha anh chị. Anh chị thấy rõ ràng là ngày hôm nay cái phiên giao dịch này nó thể hiện một cái giai đoạn, đó là giai đoạn gần đáo hạn phái sinh và khi mà khối ngoại cầm hợp đồng lo nó rõ ràng như thế nào. Tại vì anh chị thấy là chiều ngày hôm nay Vietcombank kéo cực kỳ mạnh, đúng không anh chị? BMB tăng trần. Rồi những cái mã cổ phiếu như là CTG phiên chiều cũng có một cái xu hướng kéo. Đó, thì anh chị thấy được rằng là cái phiên giao dịch ngày hôm nay rõ ràng là để phục vụ phái sinh anh chị. Còn mặt bằng giá cổ phiếu thì anh chị nhìn nè, nhìn cho cái bảng watchlist của em ha, thì anh chị thấy được rằng là tất cả những cái mã cổ phiếu trên thị trường hầu như đều có một cái phiên điều chỉnh rất tương đối là mạnh. Và so với phiên buổi sáng anh chị giảm cực kỳ mạnh luôn. Phiên buổi sáng là ví dụ như là những cái con như là đất xanh này, phiên buổi sáng 16.55, phiên chiều chỉ còn có 15.7 thôi, là đảo chiều gần bằng một phiên sàn anh chị. DG cũng vậy luôn anh chị ha, và tất cả những cái mã cổ phiếu như Holdeco này, HDC cũng là một cái mã cổ phiếu cực kỳ mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi, đúng không? Thì cũng giảm đâu đó là về mức giá đỏ. Đó thì anh chị thấy được rằng là ở bên ngoài thì điểm số nó không có bị tác động nhiều, nhưng ở bên trong thì tất cả những cái mã cổ phiếu về mid cap hay là những cái nhóm ngành đã có những sự điều chỉnh trước rồi, và không phải chỉ riêng phiên giao dịch ngày hôm nay mà đã có 3 phiên giao dịch rồi. Vì lấy ví dụ nha anh chị, là những cái mã cổ phiếu như là thép này, ví dụ như Nam Kim 3 phiên giao dịch, Hoa Sen 3 phiên giao dịch nha anh chị. Đó. Rồi cùng với đó là hôm nay thì đất xanh mới điều chỉnh thôi. Đó thì anh chị thấy được rằng là những cái mã cổ phiếu nó đã có những sự điều chỉnh, ví dụ như những cái mã cổ phiếu thủy sản nữa, 3 phiên giao dịch điều chỉnh này, IDI 3 phiên giao dịch điều chỉnh này. Đó thì đó là những cái mã cổ phiếu mà nó đã có những cái xu hướng là điều chỉnh rồi mọi người. DG World cũng 3 đến 4 phiên điều chỉnh rồi. Đó, MWG thì xem. MWG có 2 phiên điều chỉnh. Đó thì không phải là đến ngày hôm nay cổ phiếu mới điều chỉnh mà là bên trong á thì đã điều chỉnh tầm khoảng 2 đến 3 phiên rồi. Và nhóm vật liệu xây dựng nữa anh chị, ví dụ như những cái mã cổ phiếu như BCC đồ này anh chị cũng 3 phiên điều chỉnh rồi. Phiên này phiên thứ 3. Đó không phải là hôm nay cổ phiếu mới điều chỉnh mà đã điều chỉnh trước đó 2 đến 3 phiên rồi. Và nhiều nhóm ngành cũng đã có những cái xu hướng điều chỉnh trước đó. Đúng không? Đó là về bản chất thị trường phiên giao dịch ngày hôm nay. Đi vào cái phần nhận định thị trường thì điểm qua một chút về cái hợp đồng phái sinh của F2 mọi người nhé. Hợp đồng phái sinh F2 thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút coi xem là khối ngoại thời điểm hiện tại đang lo là cái vùng giá bao nhiêu nha anh chị. F1 thì ở thời điểm hiện tại khối ngoại họ kéo lên, họ chốt lon khá là nhiều mọi người, trong vài phiên giao dịch gần đây họ chốt lon rất là nhiều. Hôm nay chốt tới là 1.442 tỷ nha anh chị, để họ chuyển qua họ lon cái hợp đồng F2 ấy mọi người. Hợp đồng F2 là anh chị thấy này. Những cái phiên giao dịch gần đây 500 tỷ này, gần 670 tỷ này, 1.300 tỷ là khối ngoại họ đang lo với cái hợp đồng F2 này. Chứng tỏ được rằng là cái kịch bản mà ngày hôm qua em nói với mọi người về cái xu hướng của đáo hạn phái sinh đó, trong cái video ngày hôm qua thì em có nói với mọi người về cái việc đó là phái sinh họ sẽ có một cái xu hướng là đạp trước phái sinh, và nó đã diễn ra liên tục vài vài tháng trở lại đây rồi, 3 tháng gần nhất đây. Đấy thì em vẫn còn giữ cái hình ngày hôm qua đây này, anh chị thấy là gần đáo hạn phái sinh họ đạp xuống để mà họ lon, đúng không anh chị? Họ đạp xuống để mà họ lon, họ đạp xuống để mà họ lon sau đáo hạn phái sinh nha anh chị. Và họ muốn lon F2 thì họ sẽ đạp F1 ở sau đáo hạn phái sinh, và đến thời điểm hiện tại cũng tương tự, khi mà họ chốt cái hợp đồng lon họ cố gắng kéo trụ, họ cố gắng kéo trụ để mà họ chốt được cái vùng giá nó cao nhất. Sau đó có thể là sau đáo hạn phái sinh thị trường sẽ có những cái nhịp rung lắc, cộng thêm với đó là trạng thái của thị trường nữa, chưa nói đến trạng thái vội, tí nữa chúng ta sẽ bóc tách với nhau kỹ hơn. Đó thì về nguyên tắc trong 3 tháng trở lại đây thì với những cái sự kiện liên quan tới khối ngoại họ lo F2 á, thì sau đáo hạn khả năng là chúng ta sẽ có những cái nhịp điều chỉnh như thế này, như thế này, đó như thế này chẳng hạn. Đó, ít nhất là 3 phiên hoặc là 1 đến 2 tuần đó, phải có những cái xu hướng là như vậy nha anh chị. Rồi, đi vào cụ thể về cái phần nhận định thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay của em anh chị ha. Thì chia sẻ với anh chị một chút về cái đơn khách hàng của em ha. Rồi. Ok, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh chị thấy được rằng là buổi sáng em có nói với mọi người ở đây ha.
Hôm qua chúng ta đã đề cập với nhau, bắt đầu từ phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường sẽ dần ra mở ra những cái trạng thái gọi là tăng yếu hơn, cộng thêm với sự hưng phấn của thị trường đang ở vùng cao, dẫn đến việc thị trường cần tích lũy đi ngang hoặc điều chỉnh trở lại trong ngắn hạn để tạo ra sự cân bằng, cũng như với đó là giảm mức độ hưng phấn xuống để thuận lợi cho việc tăng tiếp trong giai đoạn tới, ít nhất là sẽ cần phải tích lũy đi ngang. Rồi, điểm số em có nói với mọi người là điểm số ở giai đoạn này, sau đó trong giai đoạn đáo hạn phái sinh đó, thì thực sự không quá quan trọng vì khối ngoại họ đang cầm long, nên là cái việc có thể là sẽ duy trì kéo trụ như cái phiên giao dịch ngày hôm qua, đúng không chị? Còn những cái nhóm ngành như là midcap sẽ luân phiên có những cái xu hướng điều chỉnh đó. Tỷ trọng ở giai đoạn này chúng ta là 50 tiền 50 cổ, và em đã cho mọi người chốt rất là nhiều ở trong cái giai đoạn vừa rồi, đúng không chị? Đưa tiền về cả nhà đưa về cái vùng an toàn, thì thời điểm hiện tại á, chúng ta sẽ chờ điểm gia tăng trở lại sau giai đoạn đáo hạn phái sinh, khả năng vẫn là thời điểm đẹp nhất, hoặc cả nhà có thể là gia tăng từ từ nếu nhóm ngành phân hóa điều chỉnh trước về hỗ trợ đó. Thì như những cái gì mà em so sánh với mọi người, có nói với mọi người trong cái giai đoạn vừa rồi á, thì ba có những cái nhóm ngành đó nó đã có những xu hướng điều chỉnh, và ngày hôm nay anh chị thấy được rằng á, là hôm nay em cũng kỳ vọng là nhóm ngành thép nó có một cái sự điều chỉnh mạnh lắm anh chị, để mà chúng ta có thể là gom trở lại. Anh chị biết là em đã bán đâu đó là khoảng tầm 3 phiên trở lại đây, không phải là ngày hôm nay em mới bán đâu anh chị, mà trong vòng 3 phiên trở lại đây thì em đã có một cái xu hướng là đưa ra cái điểm chốt lời cho mọi người, thu hẹp thị trọng cho mọi người trong khoảng 3 phiên trở lại đây, để mà chúng ta chuẩn bị những cái sức mua. Nhìn về mặt điểm số á, thì thị trường không chỉnh, nhưng mà ví dụ như những cái mặt cổ phiếu như Nam Kim thì 3-4 phiên trở lại đây khi mà em chốt á, thì đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn có giá hơi. Đạt Phương cũng vậy ha, Đạt Phương thì ngày hôm qua em cho mọi người chốt đúng không, hôm nay thì chúng ta vẫn có giá hơi hơn, đúng không? Rồi, CAI cũng vậy, là những cái mặt cổ phiếu mà em cho mọi người chốt ở đây không chốt được ngay đỉnh nha anh chị, thì ngày hôm nay vẫn có giá hời hơn để mà chúng ta có thể là cover, thậm chí là ngày mai nếu mà thì cổ phiếu nó điều chỉnh thêm thì anh chị còn thấy là còn giá hời hơn rồi ha. Thì hôm nay em cho mọi người gọi là mua cover lại khi mà em thấy nó có những sự điều chỉnh, nhưng mà hôm nay thì đáng tiếc là nó không về vùng mua. Ví dụ như là Nam Kim á, thì sáng ngày hôm nay em thấy áp lực bán tương đối, nó về được có 18.8 mà anh chị, 18.9 nè đó. Thì em có đưa cho mọi người là 18.4 vùng 18.6, và nếu mà về được cái vùng phía dưới này thì mua đủ, thì cái lệnh này thì chắc là đợi 1-2 phiên nữa thì em sẽ đưa cho mọi người. Rồi buổi trưa ngày hôm nay thì trước khi đi vào giờ livestream á, thì em cũng đã đưa ra cho mọi người một cái nhận định, đó là vùng này thì cả nhà hạn chế đua xanh nhé đó, cứ canh chỉnh về hỗ trợ mạnh, nhóm ngành nào chỉnh mạnh thì gom dần, không thì đợi chúng ta sẽ qua đáo hạn phái sinh hẳn mua mới. Sắp tới thị trường cần tích lũy và phân hóa, khả năng là sẽ mất một tuần, cho nên là cứ bình tĩnh để mà chúng ta tham gia, tại vì chúng ta đã chốt lời ở trong giai đoạn trước, là em có chia sẻ với mọi người rồi đúng không, vào ngày 14 tháng 7 này em chia sẻ với mọi người, em chốt rất là nhiều Nam Kim này, rồi CAI này đúng không, 30 mấy% này, Nam Kim 30% này, FRT này, rồi đâu đó là VGI, cùng với đó là CMX này đó. Thì anh chị thấy được rằng là ở trong cái giai đoạn đó là em chốt rất là nhiều những cái mặt cổ phiếu trong danh mục ha. À, thì em đưa cho mọi người về cái tỷ trọng đâu đó là khoảng tầm 50-50 đấy, để mà chúng ta chuẩn bị cho những cái chu kỳ sau. Rồi đó, thì đó là những cái nhận xét cũng như là những cái nhận định thị trường cho em cho cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Hôm nay thì hơi đáng tiếc là cổ phiếu này nó không về hỗ trợ, ví dụ như anh Kim nó không về hỗ trợ để mà chúng ta có thể là tham gia mua gia tăng nha anh chị. Rồi, đó là những cái phần nhận định thị trường. À, hôm nay thì em cũng có bán ra một mã mà lỗ nữa anh chị. Cái deal này thì deal lỗ nha anh chị. Đó là Novaland. Novaland thì em có tham gia vào cái phiên giao dịch ngày hôm mùng 17 tháng 7 đúng không anh chị? Đó. Hôm nay thì em có cho mọi người bán đó là hai mã cổ phiếu. Đó, hai mã cổ phiếu đó là Novaland và BCC. Đó. Thì BCC thì nó mất hỗ trợ ngắn hạn thôi anh chị. Đợt rồi thì có chút một phần rồi, 1/2 cũng được 18.7%, và hôm nay thì em bán phần còn lại nhưng mà nó cũng chưa khớp, khả năng là nếu mà ngày mai nó có giá khớp thì em sẽ cho mọi người bán tiếp nha. Còn Novaland thì anh chị thấy được rằng là nó cũng đang có những cái xu hướng là mất cái hỗ trợ ngắn hạn á, thì em không muốn mất thời gian với mã này, em không muốn mất thời gian. Vùng này thì nó không có gì nguy hiểm anh chị, tại vì nó còn hỗ trợ quanh vùng giá 13-14.3 ở đây, nhưng mà em cũng không muốn mất thời gian với mã cổ phiếu này, em muốn chuyển qua những cái mã cổ phiếu như Đất Xanh hay là DG. Rồi, về xu hướng của thị trường thì anh chị thấy được rằng là nó cũng giống như là những gì mà chúng ta cập nhật mới nãy thôi. Đó là cái việc mà về mặt chỉ số á, thì chúng ta thấy được rằng là VN-Index cũng đang trong một cái vùng rung lắc ha. Đó là 1170-1180 đó, quanh cái vùng đó. Hôm nay thì chỉ số chúng ta tìm cận lên được cái vùng giá 1178 lận. Đó, và
chúng ta thấy được rằng là trạng thái khách sạn của chúng ta ngày mai sẽ mở ra, cùng với đó là anh chị thấy là mức độ hưng phấn cũng đang ở một cái vùng rất là cao và nó có xuống bẻ cong xuống, thì thị trường cũng sẽ nghiêng về cái kịch bản là tích lũy và điều chỉnh nhiều hơn. Và tích lũy điều chỉnh này á, nó cũng sẽ có những sự phân hóa, tại vì anh chị biết là trong quá trình tăng của thị trường ở cái giai đoạn này nè anh chị đó, thì thị trường không phải là tăng đồng loạt, không phải là tăng mạnh, không phải là tăng điểm mạnh liên tục, mà là thị trường tăng trong cái giai đoạn đó là tăng phân hóa đó, tăng có một cái sự luân phiên, đúng không anh chị? Thì khi điều chỉnh và khi tích lũy điều chỉnh xuống những cái vùng hỗ trợ tiếp theo của thị trường á, thì thị trường cũng sẽ có một cái xu hướng đó là điều chỉnh một cách phân hóa, đúng không anh chị? Nhóm ngành nào điều chỉnh đủ á, thì trong giai đoạn tiếp theo của thị trường nó sẽ siết vôn lại. Ví dụ như những cái mã cổ phiếu như là Nam Kim chẳng hạn, thì nó sẽ siết vôn lại một chút, nó đi ngang ở quanh cái vùng có thể là sâu nhất là về vùng 18 đến vùng 18.4 đó, nó sẽ siết vôn ở quanh cái vùng này trước khi có những cái diễn biến mới. Đất Xanh ngày hôm nay thì anh chị thấy cũng là một cái cây nến bán rất là mạnh nha anh chị. Nhưng mà điểm tích cực của Đất Xanh đó là mà cổ phiếu này nó đang có hỗ trợ trong ngắn hạn và xu hướng vẫn đang là xu hướng tăng, thì khả năng nếu mà nó chạm về những cái vùng hỗ trợ giữ được cái vùng 15.4 á, giữ được 15.4, 15.3 ha, thì nó sẽ có những cái xu hướng là siết vôn trong giai đoạn tiếp theo của thị trường đó, để mà nó tiếp tục một cái xu hướng mới trong chu kỳ mới. Cái nguyên tắc thì chúng ta đã nói rồi, những cái mà cổ phiếu nó tăng mạnh trong chu kỳ trước á, ví dụ như nhóm ngành chứng khoán chẳng hạn, thì có thể nó sẽ điều chỉnh chung thị trường. Nhưng những cái nhóm ngành này á, nó không tăng mạnh thì có thể là nó điều chỉnh xong thì nó sẽ bắt đầu siết vôn, chứ nó sẽ không định điều chỉnh tiếp đâu. Và cái mức độ điều chỉnh của nó sẽ không có đáng kể. Hôm nay thì Đất Xanh cũng đã điều chỉnh tới 4% nữa anh chị, nó phủ định lại những cái giai đoạn tăng trước đó. Tăng trước đó thì anh chị thấy được rằng là từ cái giai đoạn mà nó chạm cái giao găm 14.3 này, nó lên được vùng 16.5, mà đến thời điểm hiện tại nó đã chỉnh tới 4% rồi anh chị. Cho nên em thấy được rằng là cái nhóm ngành bất động sản có thể là trong giai đoạn tiếp theo nó sẽ đi một cái quá trình đó là siết vôn ha. Rồi, đó là những cái chia sẻ của em về những cái nhóm ngành. Thì quay trở lại với thị trường ở trong những cái khung như là khung 1 giờ và khung 15 phút. Đối với khung 1 giờ thì anh chị thấy là xu hướng của chúng ta là xu hướng tăng thôi. Hỗ trợ gần nhất của chúng ta là 1167 anh chị ha, 1167 đến 1168. Đó là cái khung 1 giờ. Và những cái vùng hỗ trợ sâu hơn thì chúng ta đã có những cái vùng hỗ trợ mây đâu đó là quanh cái vùng giá 1160 và vùng 1150. Đó là những cái hỗ trợ mà anh chị cần phải lưu ý. Xu hướng vẫn đang là xu hướng tăng nha anh chị, vẫn đang là một cái xu hướng tăng. Nhưng mà trạng thái thì chúng ta nghiêng về trạng thái tích lũy. Thì cái điều này em cập nhật cho mọi người tầm khoảng 2 phiên rồi. Và lưu ý những cái vùng hỗ trợ gần nhất nha. Nếu mà mất cái vùng đóng cửa dưới cái vùng 1167 thì thị trường sẽ tìm đến những cái vùng hỗ trợ tiếp theo 1160, 1150 nha. Đó là về cái khung 1 giờ. Còn với cái khung 15 phút á, để mà chúng ta biết được biến động trong phiên sáng ngày mai, thì chúng ta thấy được rằng là khung 15 phút đã mất hỗ trợ rồi. Nếu trong phiên giao dịch ngày mai thị trường tiếp tục là phá cái vùng giá 1172 này, thì thị trường sẽ tìm đến những cái vùng 1167. Và cái khả năng giảm điểm của thị trường nó sẽ đến trong khoảng tầm 1 giờ 30 phút đầu tiên. Sau 1 giờ 30 phút đầu tiên thì thị trường sẽ có hồi phục nhá. Và những cái vùng hỗ trợ phía dưới của VN-Index của chúng ta ở trong cái khung 15 phút này cũng khá là dày nha. Và những cái đường giao găm này cũng khá là tốt. Cho nên là đối với lại cái vùng 1167 này thì khả năng là phiên chiều của chúng ta sẽ có một cái sự phục hồi nhẹ. Chưa biết là nó có đảo chiều hay không nha anh chị, nhưng sẽ có phục hồi ở trong phiên chiều đó. Hoàn toàn thì nếu mà anh chị đánh T0, T1 á, thì ngày mai canh thị trường giảm đầu phiên, giảm mạnh trong cái giai đoạn đầu phiên á, thì mọi người có thể là mua trading, mua vào, sau đó đợi phiên chiều hoặc là phiên sáng ngày thứ 6 á, tại vì mai đáo hạn phái sinh mà anh chị, thì sang thứ 6 á, thì mọi người có thể là bán sáng thứ 6, mọi người có thể là bán ra cái lượng hàng đó đó, thì đó là cái nhịp trading T0 T1 nha anh chị, trên cái lượng hàng có sẵn của mọi người nhá. Còn cái việc mua mới ở thời điểm hiện tại á, thì mọi người nên có một cái tâm lý đó là đi gom nha. Anh chị nào đã quản trị rủi ro như là những cái gì mà em chia sẻ với mọi người tầm khoảng 3-4 phiên gần đây á, thì mọi người, tại vì 3-4 phiên gần đây là em nhắc liên tục mọi người đúng không anh chị, nhắc liên tục, và em cũng đã sâu cho những mọi người về cái việc đó là em chốt lời rồi đúng không? Thì em có nói với mọi người là cứ đưa tỷ trọng về an toàn. Đây, từ cái ngày 14 tháng 7 là em đã cho mọi người chốt nè, cho mọi người chốt đúng không? Đó. Rồi sau đó thì liên tục những cái phiên gần đây thì em đều cho mọi người kiểu như là hạ tỷ trọng đúng không? Và em có nói với mọi người là cái sự chủ động, một cái sự chủ động nó cần thiết anh chị. Đó, chứ không phải là đến lúc mà thị trường điều chỉnh mạnh hay cổ phiếu điều chỉnh mạnh rồi chúng ta mới hỏi bán, mà cần phải có những sự chủ động. Mấy buổi livestream gần đây em nói với mọi người cực kỳ nhiều rồi, cực kỳ nhiều cái vấn đề này rồi đó, thì mọi người cần phải có những sự chủ động này đúng không? Thì trong giai đoạn tiếp theo của thị trường, khi mà chúng ta đã có những sự chủ động, chúng ta đã chốt lời rồi á, thì một vài phiên tới khi mà cổ phiếu điều chỉnh hay là cổ phiếu nó đi siết vôn lại á, thì cái đó là thời điểm mà chúng ta sẽ đi gom đúng không anh chị? Anh chị đừng nói cái câu chuyện đó là
có cho chốt đâu mà đi gom đúng không chị? Tại vì chúng ta em cũng đã chia sẻ với mọi người cái lệnh rồi, cái lệnh trong cái room của em rồi, thì trong giai đoạn sắp tới thì em sẽ đi gom cổ phiếu khi mà thị trường có một cái xu hướng rung lắc điều chỉnh, hoặc là tích lũy thôi, hoặc là tích lũy thôi là cũng đủ rồi nha. Ok, thì đó là những cái nhận định thị trường của em trong cái phiên giao dịch ngày mai, cùng với đó là trong chu kỳ tới, thì mọi người nhớ tận dụng và ưu tiên những cái nhịp điều chỉnh của những cổ phiếu hay những cái nhóm ngành. Có thể là mọi người cũng bỏ qua được cái điểm số của thị trường cũng được, tại vì ở thời điểm hiện tại em thấy được rằng là cái điểm số thật sự nó cũng không có quá quan trọng mọi người, tại vì cổ phiếu đã có những sự điều chỉnh rồi, cho nên là chúng ta không cần phải nhìn điểm số quá nhiều, mà chúng ta hãy tập trung vào những cái nhóm ngành, những cái mà cổ phiếu nó chưa tăng mà đã có những cái sự điều chỉnh rồi, thì mọi người hãy tập trung vào những cái nhóm ngành đó và chuẩn bị cho một cái chu kỳ tiếp theo. Mọi người chưa có những kế hoạch và những cái hành động á, thì mọi người nhớ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là vi hoặc là ID ở VBS, đó là Z194, thì em sẽ hỗ trợ và đồng hành với mọi người ở trong cái chu kỳ tiếp theo của thị trường nha anh chị. Đó, và nhớ trong chu kỳ tới không phải là 20-30% như thế này nữa đâu anh chị, không phải là 20-30% NAV như thế này, mà trong giai đoạn sắp tới á, khả năng mọi người sẽ có 30 đến 50% NAV, chứ không còn 20-30% NAV như chu kỳ vừa rồi đâu. Đó, thì đó, thì mọi người tìm kiếm người đồng hành thì nhớ liên hệ với em sẽ hỗ trợ và đồng hành với mọi người nha. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 7:30 tối trên kênh Ichimoku Club, trong chúng ta sẽ trao đổi với nhau kỹ hơn.